con thân mến, hôm nay cô rất vui được gặp lại các con trong phần tiết luyện nói về văn miêu tả. Các bạn biết rằng là văn miêu tả cũng là một kiểu bài rất là quen thuộc đối với các con khi chúng mình học từ tiểu học. Chúng mình đã được làm quen với một số dạng bài văn miêu tả, ví dụ như là tả người, tả cảnh sinh hoạt hay là chúng ta tả bức tranh thiên nhiên. Chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng cái hiểu biết của mình cũng như là sự quan sát liên tưởng, vận dụng các biện pháp tu từ cho sự nhân hóa của các con trong quá trình chúng ta diễn đạt một bài văn viết. Tuy nhiên thì ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con chúng ta trình bày một bài nói như thế nào cho hiệu quả. Bởi vì các con biết rằng là dạy học theo quan điểm giao tiếp hiện nay cũng đang là một trong những xu hướng dạy học rất là mới, và để giúp con tiếp cận được với những phương pháp học tập mới như vậy, cô nghĩ rằng là tiết luyện nói cũng sẽ rất nhiều điều lý thú đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Bây giờ chúng ta sẽ vào nội dung bài học ngày hôm nay với cô. Chúng ta ghi bài trước, sau đó các con sẽ được cô hướng dẫn chúng mình đến với từng phần trong giờ luyện nói này nhé. Cô mời cả lớp mở vở ra ghi bài. Chúng ta vào phần luyện nói trong văn miêu tả. Và để giúp các con có thể có một tiết luyện nói thành công, cô mời chúng ta vào phần 1 La Mã. Các bạn sẽ đi ôn tập lại kiến thức cơ bản cùng với cô. Ôn tập kiến thức cơ bản. Đối với phần kiến thức cơ bản thì cô muốn các con ôn tập cùng với cô 3 nội dung chính sau đây. Nội dung đầu tiên đó là văn miêu tả. Ở trong định nghĩa văn miêu tả, cô muốn chúng mình nhớ lại cho cô những ý cần thiết để chúng ta tìm hiểu một bài văn. Cái thứ hai, từ định nghĩa văn miêu tả, chúng ta sẽ có những chú ý khi chúng ta làm một bài văn miêu tả cụ thể. Và phần thứ ba đó là bố cục của văn miêu tả gồm có bao nhiêu phần. Bây giờ chúng mình vào phần đầu tiên cho cô. Văn miêu tả đó là loại văn nhằm giúp người đọc người nghe hình dung rõ được đặc điểm cũng như là tính chất nổi bật của một sự vật, sự việc, con người, phong cảnh, làm cho những cái đó như hiện lên trước mắt người nghe và người đọc. Như vậy là trong văn miêu tả, các con chú ý cho cô những kiến thức như sau. Các con vào phần 1 nhỏ, văn miêu tả. Vấn đề đầu tiên các con hiểu là văn miêu tả đó chính là cái quan trọng nhất, con lưu ý đó là hình ảnh. Hình ảnh. Cô ký hiệu đây là khoảng 3 hình ảnh cơ bản. Hình ảnh thứ hai. Có thể là hình ảnh thứ ba. Và ở đây thì các con lưu ý một chút. Hình ảnh này thì có thể là nói về con người. Có thể là thiên nhiên. Bên này cũng thế. Con thấy là cảnh vật, thiên nhiên, con người. Và hình ảnh 3, các con thấy rằng là cảnh vật, con người, vân vân. Và những hình ảnh này phải hiện lên trước mắt người đọc và người nghe. Chúng ta chú ý cho cô. Đó là mục đích của văn miêu tả. Mục đích. Làm cho những hình ảnh hiện lên trước mắt người đọc và người nghe và khiến cho chúng ta hình dung rõ được cái đối tượng chúng ta nói đến là ai và đó là cảnh vật gì, đúng không nào? Chúng ta ghi câu mục đích đó là làm cho những hình ảnh. Như hiện ra trước mắt người đọc và người nghe. Như vậy là cô trò mình đã đi ôn tập lại được định nghĩa về văn miêu tả rồi. Bây giờ cô xin được chuyển sang nội dung thứ hai, đó là những điều cần chú ý khi chúng ta làm bài văn miêu tả. Các bạn chuyển sang phần 2 với cô. Con thấy rằng là khi chúng ta làm bất kỳ một bài văn miêu tả nào
thì vấn đề đầu tiên các con hãy xác định được cho cô đối tượng miêu tả. Bởi vì nếu chúng ta xác định đúng đối tượng miêu tả thì sẽ giúp chúng ta có thể tìm được cho cô những cái vị trí quan sát. Chúng ta xác định được vị trí quan sát, các con sẽ có những cái nhận xét, chúng ta sẽ có sự tưởng tượng để chúng ta làm văn miêu tả tốt hơn. Ở đây thì cô đã hướng dẫn các con rất rõ rồi. Đầu tiên các bạn xác định đối tượng, sau đó các bạn quan sát lựa chọn những hình ảnh tiêu biểu của sự vật hiện tượng của con người. Thứ ba là chúng ta trình bày những điều quan sát theo một thứ tự hợp lý. Do đó chúng ta lưu ý cho cô những điều cần chú ý, cô có thể tóm tắt lại thành 3 điều cần chú ý sau đây. Chú ý đầu tiên đó chính là chúng ta xác định được đối tượng miêu tả.